Hello, xin chào tất cả anh chị em đến chương trình nhịp đập thị trường của tin tức Profit Blink Fan này kết phiên ngày 16 tháng 2 2023. Và chúng ta thấy rằng là thị trường hôm nay đã có một cái nhịp hồi tương đối là tích cực sau một loạt những cái phiên bán trước đó. Hôm nay thì chúng ta thấy là dòng đầu tư công lại bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng mà xoay sang chúng ta thấy là có dệt may cũng rất là tích cực, hay là dòng thép. Nhưng mà liệu cái đà tăng này nó có giúp cho thị trường tăng lên một cách bền vững hay không, hay là đây là cái nhịp hồi để bán, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi video dưới đây. Trước khi bước vào video thì anh chị em có thể là chúng ta tham khảo cái khóa học Let's Profit Run. Đây, khóa học sẽ diễn ra vào cuối tuần này, thì mình là người trực tiếp đứng lớp và học qua nền tảng Zoom. Thì bây giờ cũng sẽ chỉ còn vài ngày nữa là khóa học bắt đầu, và anh chị em cũng còn vài slot nữa là sẽ đóng cổng đăng ký. Thì cái khóa học này sẽ diễn ra ngày 18-19/2, và học phí là 8.399.000, nhưng đang được ưu đãi còn có 6.499.000 thôi. Thì anh chị em có thể là tham khảo cái nội dung khóa học ở cái đường link mô tả hoặc ở trên dưới comment. Quay trở lại cái xu hướng thị trường, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là mình cũng đề cập khá là nhiều là ở trong giai đoạn này thì nếu thì mình sẽ không mua, và việc là hôm nay là thị trường nó đã có những cái dấu hiệu tích cực. Thế nhưng mà thực tế rằng là nếu mà chúng ta kẻ một cái đường một cái kênh gọi là kháng cự ở đây, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà index thời gian vừa qua nó đục rất là nhẹ qua cái ngưỡng kháng cự này đó, và chúng ta thấy là ở những cái vùng phía trên ấy, thì cái lực bán nó chiếm ưu thế rất là nhiều và volume bán cực kỳ lớn. Hôm nay tiếp tục là một phiên xanh, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái volume của cái phiên xanh ngày hôm nay thì nó vẫn rất là thấp nếu mà để so sánh cái tương quan với những cái nhịp bán trước đó. Và với cái việc là thủng một cái mốc hỗ trợ tương đối là quan trọng, và ở đây có đường volume profile, thì đây là cái vùng giá mà tập trung nhiều khối lượng nhất, thì đây cũng là một cái ngưỡng hỗ trợ mạnh. Nhưng khi mà đục cái ngưỡng hỗ trợ mạnh này thì nó sẽ ngay lập tức nó trở thành ngưỡng kháng cự, và trong một cái nhịp bán như thế này thì cái việc mà nó xu hướng của index nó test lại cái đường kháng cự mạnh là cái chuyện bình thường. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là index đã đóng cửa 1058 và nó cũng đang test lại cái ngưỡng kháng cự này với một cái volume tương đối là thấp. Và nếu mà chúng ta quay trở lại là cái câu chuyện của ngày hôm qua, chúng ta đã kỳ vọng vào cái nhóm đầu tư công tăng trần rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái dòng đầu tư công ngày hôm nay thì ngay lập tức chúng ta thấy là xuất hiện những cái nến doji, nó thể hiện cái sự ngập ngừng trong cái đà tăng. Do vậy là với cái việc mà thị trường nó xoay tua những cái dòng, và hôm nay là kéo những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh để giữ trụ, thì mình thấy rằng là nó vẫn chưa đủ cái tín hiệu mạnh để mình có thể confirm đây là cái vùng mà có thể giải ngân được. Do vậy mình xác định đây nó vẫn sẽ chỉ là một cái nhịp hồi về mặt kỹ thuật sau một nhịp giảm, và bây giờ đang test lại cái ngưỡng kháng cự này. Cho nên là góc nhìn của mình thì mình vẫn sẽ thiên về cái kịch bản là index nó sẽ test lại cái vùng 1010 hoặc là sâu hơn là loanh quanh vùng 1000, thì cái vùng này là cái vùng mà mình sẽ cân nhắc mình giải ngân đó. Thì nếu mà trường hợp gọi là tích cực hơn nữa thì có lẽ rằng nó sẽ phải vượt lại được cái vùng kháng cự mạnh này, và nó sẽ cần một quá trình là nó tích lũy, nó đi ngang cạn vôn một chút xíu thì mình sẽ cân nhắc lại. Nhưng mình sẽ đang thiên về kịch bản là thị trường nó test lại ngưỡng kháng cự và sau đó nó sẽ tiếp tục là nó điều chỉnh, và mình sẽ đợi ở những vùng dưới này để giải ngân. Cho nên là với những cái nhịp hồi dạng như thế này thì mình vẫn sẽ thiên về kịch bản là nếu mà có nhịp hồi là để hạ bớt tỷ trọng, chứ không phải hồi là để mua mới. Bởi vì mình rất sợ cái kịch bản là nếu mà mua những cái phiên như thế này, chạm kháng cự mạnh như thế này, thì thậm chí là không đủ T cộng để anh em có thể rút ra nếu như thị trường lại tiếp tục nó cái đà bán như này. Mà chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những cái bán lớn và bán rất là chủ động này, thì cái việc mà một vài cây xanh hồi như này thì với mình nó không có ý nghĩa nhiều. Quay trở lại thị trường, chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về những cái nhóm lead thị trường, ví dụ như là BIT, đúng không? BIT thì hôm nay chúng ta thấy là nó đã thoát được cái xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy nhiên thì cái việc mà BIT tăng với cái vol nó thấp như thế này thì thực ra là nó không uy tín. Cái thứ hai nữa là cái vùng cản của nó ngay đỉnh cũ này, bây giờ là mua khoảng 45 đúng không, thì cái vùng cản của nó khoảng 46.4, thì hơn một giá rưỡi, cho nên là nó không đủ cái reward để mà chúng ta có thể bet với cái trạng thái thị trường như thế này. Nên là cái việc BIT thoát được cái cản chéo này với vol thấp thì mình cũng có thể coi đấy một tín hiệu tích cực nhỏ nhỏ, nhưng mà nó không đủ mạnh. Vietcombank thì tiếp tục là thể hiện là cái trạng thái là nó suy yếu, và nếu như chúng ta nhìn những cái đường chỉ báo ví dụ như RSI thì nó đã có xu hướng suy yếu rồi, đúng không? Tạo hai đỉnh bằng nhau, RSI phân kỳ, sau đó là suy yếu, xuống giá suy yếu, rồi thì MACD cũng có tín hiệu là MACD thì thường nó sẽ trễ hơn RSI, nhưng mà khi mà nó confirm rồi thì cái xu hướng là nó sẽ mạnh hơn. Nhưng nó thấy là nó bắt đầu là cái đường tín hiệu nó cắt xuống rồi,
Đó, thì chúng ta thấy là nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cần phải cảnh giác với một cái cổ phiếu mà nó cũng mang tính dẫn dắt về mặt chỉ số khá là mạnh trong thời gian vừa qua. CTG đó, CTG thì hôm nay cũng có một phiên tăng, nhưng mà chúng ta thấy là cái nến tăng ngày hôm nay thì về bản chất là nó thoát được cái cản chéo ngắn hạn, nhưng nó lại cụm đầu ở cái vùng nối các cái đáy, tức là sau khi mà vỡ cái trend tăng ngắn hạn này thì thông thường có thể là cổ phiếu hoặc là chỉ số nó sẽ test lại cái xu hướng này. Và bây giờ nó đóng cửa cái vùng nó tương đối 50-50, và cái thứ hai nữa là cái vùng này nó cũng sẽ là một cái vùng mà có cái kháng cự nhẹ của index, kháng cự nhẹ của CTG cũng như là cái vùng cản chéo này. Nó thấy là upside của cái nhóm banh quốc doanh ấy, so với cái vùng đỉnh cũ ấy, nó không nhiều, cái reward nó không nhiều, cho nên là mình sẽ thiên về kịch bản là nó sẽ, nếu mà cùng lắm thì tăng tăng được một hai phiên nữa, sau đó cụm đầu đây lại khả năng cao lại điều chỉnh tiếp, nên là nó không đủ cái dư địa, không đủ cái biên an toàn để mình có thể là chấp nhận rủi ro ở vùng này. Rồi quay trở lại với lại MBB đúng không ạ, những cái ngân hàng đó, các loại cổ phần thì ở đây nó đấy cũng tương tự, nó thoát được đa phần là cổ phiếu thoát được cái trend giảm, nhưng mà nó thường đóng một cái nến thân nhỏ, vốn thấp, cho nên là cái tín hiệu này nó là một tín hiệu nó không đủ mạnh. Techcombank, Techcombank thì có vẻ là tích cực hơn khi mà chạm cái nền này, đục cái nền này, sau đó là gì, hồi đó, hồi. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là với mình thì mình vẫn thiên về kịch bản là thị trường chung mà nó chỉnh. Nếu mà thị trường chung mà nó chỉnh thì những cái nhóm banh thì nó sẽ khó mà nó có thể nó đi ngược được. STB chúng ta biết thế nào, STB chúng ta thấy là đó, nó có một nến doji vol thì bằng một nửa ngày hôm qua, chưa đạt trung bình 20 phiên, nhưng mà chúng ta thấy là vẫn đóng dưới cái đường xu hướng này, tức là nó không quá, nó chưa quật ngược lại được cái xu hướng giảm. Liên Việt Post đó, Liên Việt Post thì cũng 50-50 đúng không ạ, vẫn đang khá là do dự ở cái vùng này. Đó, thì mình cũng kèm cái trend nối các cái đỉnh của Liên Việt, chúng ta có thể nó sẽ test lại vùng này, chúng ta sẽ cùng xem phản ứng chứng thì sao. SSI đúng không ạ, SSI thì sau khi mà đã test lại cái trend giảm rồi thì hôm nay cũng lại có một cái nến tăng, một vol thì không quá lớn, thì cái xu hướng tăng này thì nó với cảm giác của mình nó không phải là một cái xu hướng tăng mạnh. Đó, với anh chị em mà trading về mặt T cộng thì những cái phiên mà ví dụ như là test lại hôm qua thì cũng có thể là chúng ta giải ngân thăm dò được, nhưng mà mình có chia sẻ là gì, với góc độ là thị trường chung nó không ổn và cái dòng chứng khoán là cái dòng mà có tương quan rất là lớn với thị trường, thì nếu như giả sử mà chúng ta mua mà không kịp kịp T cộng thì nó sẽ rất là dở, thì mình sẽ thiên về kịch bản là mình sẽ tiếp tục đứng ngoài, mặc dù mình biết là anh chị em cầm tiền thì cũng sẽ rất là khó chịu trong cái giai đoạn này. Đó, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn nên ưu tiên cái yếu tố thị trường chung lên hàng đầu. VND hôm nay cũng bật tăng, nhưng mà chúng ta thấy là cũng cộng đầu ngay ở đây rồi. Đó, cộng đầu ngay ở cái vùng kháng cự này rồi. Đấy, VCI cũng vậy, VCI thì trông vậy thôi, chứ chúng ta thấy là cũng chưa vượt được, thoát được lại cái trend giảm này đúng không ạ? Những cái nến xanh, những cái nến phục hồi, chúng ta thấy những nến bán này đỏ đặc đóng cửa thấp nhất phiên, vốn bán rất lớn. Đó, còn những nến xanh chúng ta thấy là nó rất là yếu ớt và nó rất là nhỏ. Và bản thân là cái xu hướng này thì nó cũng chưa thoát được cái quay trở ngược lại trên cái đường xu hướng tăng, xu hướng giảm này đúng không? Nó vẫn bên dưới, chứng tỏ nó chưa đục được. Chúng ta sẽ cùng quan sát thêm. Rồi, chúng ta sẽ cùng nói qua về nhóm thép hôm nay cũng rất là tích cực. Hòa Phát hôm nay thì cũng đóng một cái nến tương đối là tích cực. Với vol như thế này thì khá là hợp lý. Nhưng mà cái xung lực tăng thì mình nghĩ là nó không khỏe. Bởi vì đây là cái vùng hộp này là cái vùng mà mình có kẻ cái hộp đây, thì đây là cái vùng mà có kháng cự khá là mạnh. Đây, đúng không? Cái volume profile nó chỉ rất là rõ cho chúng ta. Đây là cái vùng mà vùng nhiễu động, vùng này là vùng có rất nhiều những cái lực cung tiềm năng. Hoa Sen. Hoa Sen thì hôm nay tích cực, đúng không? Hoa Sen thì hôm nay khá là tích cực. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái upside của cái nhóm 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 thép ấy, thì mình nghĩ là nó không có quá nhiều đâu. Bởi vì lên trên này cũng lại một cái vùng cản, thì cùng lắm lên một cây nữa. Đó, thế thì nếu mà sẽ trading trong giai đoạn này thì rõ ràng là chỉ trading về mặt T cộng thôi. Chứ còn nếu mà để có một cái xu hướng lớn để chúng ta có thể là tham gia thì mình thấy là nó chưa có. Mình kỳ vọng thị trường nó sẽ chỉnh sâu hơn. Hôm nay vol cũng rất là lớn nhé. Vol hôm nay rất là lớn, nhưng mà nó thấy là cũng không đóng được trần. Đó, và tạo một cái đỉnh, nó cũng song song với cái đỉnh cũ và cũng chuẩn bị vào vùng nhiễu động. Và xe Nam Kim nó tương tự đúng không? Đó. Nam Kim thì cũng đây. Mình có kẻ một đường này thì nó loanh quanh cái khu vực này là cái phục khá là nhiều cản tiềm năng. Thì anh chị em cân nhắc chắc là mai lại nghỉ ngơi thôi. Nhóm thép chắc là mai lại nghỉ ngơi thôi. Rồi VCG đúng không?
VCG đó, thì hôm qua chúng ta thấy là cái nhóm đầu tư công là cái nhóm mà rất là húng ngày hôm qua. Hôm qua 9 rưỡi sáng mình thấy đã tăng trần hàng loạt rồi. Thế thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là về bản chất là VCG nó đóng một cái nến doji, doji nó thể hiện là cái sự do dự của đà tăng, và volume hôm nay thì rất là thấp, thấp hơn một nửa so với hôm qua, và về bản chất thì nó vẫn chưa quay trở lại được cái đường nối cái kênh song song này. Thì mình có chia sẻ là gì, khi mà thường nó rơi ra khỏi cái kênh tăng giá này thì các cổ phiếu nó thường nó sẽ có xu hướng là nó test lại, nhưng mà test có thành công hay không ấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cùng quan sát những phiên tiếp theo. Nếu nó rơi vào đây thì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ đợi những cái vùng thấp hơn, nhưng mà hiện nay nó chưa quay trở lại được cái vùng này. HHB này. Đó, HHV thì hôm qua tăng cũng rất là khủng, nhưng hôm nay cũng lại có một cái nến doji. Vol cũng tương đối nhá, vol như này là tương đối, mặc dù không đạt được trung bình 20 phiên nhưng vol thì khá là lớn đấy. Mặc dù không đạt trung bình 20 phiên nhưng mà nhìn tương quan là khá là lớn so với lịch sử của nó. Thế thì đối với HHV chúng ta thấy rằng là cái upside của nó cũng chỉ còn một đoạn đến thôi, gặp cản đây rồi. Volume profile kỳ kẻ cái này ra. Đó. Thì nó cũng đang loanh quanh ở cái khu vực mà nó cũng khá là nhiều cả đây một cái, đúng không? Thế thì mình nghĩ là mình thiên kịch bản là nhóm đầu tư công thì chắc là giật lên một cái xong chắc hạ nhiệt thôi. Lycosi, đúng không? Lycosi thì hôm qua mình có chia sẻ là nó cũng rơi vào cái vùng nhiễu động này rồi, vùng có khá nhiều cái cung tiềm năng ở phía bên này. Trông thế này thôi nhưng mà vào thì mình nghĩ là cũng rất là khó để ăn, rất là khó để ăn. Và nhất là ví dụ anh em để ý cái dòng đầu tư công ngày hôm qua là họ kéo trần lên rất là nhanh, chỉ đâu đấy khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ là kéo trần hàng loạt, và các nhà đầu tư cá nhân thì mình nghĩ là chỉ có đu trần ở cái nhịp sau thôi thì may ra mua mua được thôi, chứ còn mua ở cái giá xanh còn rất là khó, thường mua giá trần. Nhưng mà đến hôm nay là lại băn khoăn rồi, đến hôm nay là lại băn khoăn rồi. Đây, hôm nay là có một cái nến doji nhá, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà chúng ta thấy là RSI nó thấp hơn rất là nhiều. Và nếu như giả sử mà nếu mà nó gãy tiếp thì nó sẽ hiện tại thành một cái phân kỳ điển hình về daily. Và cái thứ ba nữa là mình nhìn cái vùng giá loanh quanh cái khu vực này, đây là cái vùng giá mà có vol rất là lớn, nhưng mà bản chất là cái lực nó, tức là volume rất lớn, tức là nó thể hiện là tốn rất nhiều lực nhưng mà nó không đẩy được qua cái vùng này, thì mình vẫn thiên kịch bản là nó cần phải đi ngang. Một kịch bản tích cực nó sẽ phải đi ngang, hai là nó sẽ phải điều chỉnh. FCN thì đấy cũng 50-50 hên xui ở đây, cũng cản chéo chưa vượt được. Vol hôm nay thì không quá cao nhưng mà giá thì cũng đóng cửa cũng gọi là tích cực, nhưng mà cũng không căng đét được như hôm qua, đúng không? Hôm qua thì cả dòng hôm nay lại suy nghĩ. Đó là mình điểm qua về banh chứng thép một đầu tư công đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về nhóm dầu khí nào, PVD này. PVD đúng không? PVD hôm nay tăng rất là tích cực, vol cũng khá là ok với cái nến như thế này, nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng là đây có khá là nhiều những cái kháng cự tiềm năng. Thì nếu là mình là anh em nào mà cầm PVD thì mình sẽ canh mình chốt đấy, bởi vì là dầu khí thì về bản chất là nó cũng chỉ là thiên về đầu cơ thôi. Tất nhiên là cái câu chuyện của PVD năm nay thì nó cũng sẽ có khá là nhiều kỳ vọng, thì mình sẽ hẹn chia sẻ cho anh chị em ở trong một cái buổi nào đó, có thể là buổi livestream hoặc là một cái video riêng về cái nhóm dầu khí đấy. Nhưng mà thuần thì chúng ta thấy rằng là đây là cái vùng cản tiềm năng của PVD rồi, thì nếu là mình thì mình sẽ canh chốt PVS thì chúng ta thấy là nó cũng đã thay đổi cái trạng thái, nó khá là tích cực, đúng không? Thay đổi trạng thái như là khá tích cực nhá. Nó có những cổ phiếu chúng ta thấy là cả nhịp giảm nhưng bắt đầu là tạo đáy sau là cao hơn và thoát được cản chéo này, thì đây là một cái việc thay đổi trạng thái. Thì hôm nay PVS cũng có nhịp tăng tương đối là ấn tượng và kèm vol. Thì anh chị em nào mà có PVS thì có thể là canh những ngày mai ngày kia đó, khi mà tiệm cận cái vùng đâu đấy khoảng độ 28 đến 30 thì đấy là cái vùng mà mình nghĩ là có thể là canh chốt được. BSR đây, BSR thì hôm nay cũng có một cái nhịp mà tăng tương đối tích cực theo cái dòng dầu khí, nhưng mà chúng ta thấy là ở đây cái vùng cung tiềm năng nó ngay sát đây rồi. Đấy, thì mình nghĩ là dầu khí thì chắc chạy, ví dụ PVD thì cũng cũng đầu rồi, PVS thì dư địa nó còn nhiều hơn, BSR thì chắc được một cây nữa, cho nên là cái dư địa để mà tăng chắc được một hai phiên nữa thôi. Thì đã gặp cản tiềm năng khá là nhiều. Gas thì không nói làm gì, vẫn đi ngang vô cực, đúng không? Rồi, nếu mà ngó ngày hôm nay chúng ta thấy là có cái nhóm dệt may tương đối là tích cực. Thì cái nhóm dệt may thì mình thấy rằng là cũng là một cái nhóm mà cũng có thể là quan tâm được. Lý do là mình thấy là về mặt tín hiệu, về mặt kỹ thuật là bắt đầu là cũng có
cái tín hiệu về mặt thay đổi trạng thái rồi, thay đổi mặt xu hướng rồi, chuyển sang đi ngang sau kết thúc downtrend. Tiền lớn cũng đã thấy vào ở cái vùng thấp này khá là nhiều, đó có cái sự thay đổi về mặt xu hướng. Vol cũng trước đó cũng khá là cạn kiệt và cái lực đẩy nó tương đối là nó tích cực. Đó, những cái phiên đẩy, phiên tăng xanh là những cái phiên mà vol rất là lớn, phiên điều chỉnh là vol rất là nhỏ, thì mình thấy là đây là một tín hiệu khá là tích cực của cái nhóm ngành này. Tất nhiên là về mặt vĩ mô, chúng ta thấy là về mặt xu hướng ngành thì nó chưa thực sự có quá nhiều cải thiện, nhưng mà đối với ngành dệt may thì mình nghĩ là chúng ta có thể tư duy theo cái cách là nó đã xấu nhất rồi, nó không thể nào xấu hơn được nữa, thì cũng có thể là bắt đầu nó sẽ có những cái dòng tiền nó mang tính dài hạn nó vào vùng này. Thì đó là cái cách mà mình có thể là mình tư duy ở trong cái giai đoạn thị trường hiện nay. Nhưng mà quay trở lại thì chúng ta vẫn nên ưu tiên là yếu tố thị trường chung. Nếu mà thị trường chung ổn thì chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ giải ngân mạnh tay hơn. Nhưng mà với những cái vùng mà nó thấy là vùng cản tiềm năng khá là nhiều này, chúng ta mình vẫn thiên về kịch bản là mình đợi thị trường chung nó cân bằng lại thì chúng ta sẽ giải ngân. Thì đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của mình trong cái buổi ngày hôm nay, và anh chị em đừng quên là chúng ta nếu mà chúng ta muốn cải thiện cái khả năng đọc báo cáo tài chính hoặc là phân tích cơ bản thì đây là khóa lab của phiên ăn cuối cùng mà mình dạy, thì anh chị em có thể là chúng ta tham gia khóa học này và mình sẽ là người trực tiếp đứng lớp để giúp mọi người làm sao mà có thể cải thiện kỹ năng và tìm cơ hội nhận diện rủi ro khi chúng ta phân tích báo cáo tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, và đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ mình và team ra những video đều đặn hơn.